con xuống với đi đường nào á. Rồi nước mạnh
Tới chưa? Người ta đang xếp hàng để chờ trượt xuống cái này nè các bạn. Bây giờ mình đi xuống dưới mình đón hai đứa nhỏ nó sẽ trượt xuống cái lỗ nãy á. Đây, ống nước. À cái này thấy đường, còn cái này là tối hui đây nè. Tối hui trong này rất là xạo luôn á các bạn. Nó tối hui mà nó quanh co theo những cái ống đó nè. Bạn thấy cái ống nước của nó không? Mình trượt trong cái ống đó, mình sợ muốn chết luôn. Giờ mình đi xuống dưới mình đón hai đứa nhỏ nó sẽ lọt ra cái lỗ đó để mà quay phim. Đi xuống dưới nha các bạn. Đây người ta dẫn lên ào ào nè. Con mình đang xếp hàng lấy thêm phao để chơi nữa. Rồi em xuống dưới nha. Anh à, hồi anh kêu nó ra lỗ đó luôn ha. Lỗ này là ở đâu anh? Lỗ này không có ống là ở đâu ạ? À? Thôi kêu nó đừng đi ống đi. Ngoài trời, ống ngoài trời nằm ở đâu? Hướng bên đây hả? À, hồi nãy nó đi cái hướng. À quên đó ha. Rồi vậy anh kêu con ra lỗ này nha. Đó bên kia nha. Lỗ tròn rồi em đi nha. Để xuống dưới đón nó bạn ơi. Ta lên ào ào nữa các bạn thấy không? Là nữa nó sẽ ra cái lỗ này đây. Trời cái này rất là sợ, nhất là cái ống đen luôn á, nó lượn. Ôi trời ơi, con bé nó té. Bên đây là cạn hiệu cho mấy em nít nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồ giống cho đựng lạ. Rồi con chơi đu á, ủa mày không tắm nữa hả? Nãy giờ có tắm không? Mày biết rồi. Nãy mình vô thấy có cái thác trên xuống đó. Cái đó là mình mất mình đu vậy nè. Đu cái tới. Đúng rồi, đi luôn á. Rồi dẫn mấy nhỏ đi ra đó đi. Nhưng mà phải đi mới được. Tới đó cái là mình canh cái cục đó đó. Nếu như mình không canh được á thì nó sẽ giật mình lại, và mình cũng rớt xuống nước vậy nhưng mà nó giật mình lại. Còn nếu như mình canh lần tắt cái cục đó thì mình buông tay xuống thì mình không có bị giật lại. Phải giúp lộn mới được. Anh phải hướng dẫn nó nhỏ nữa. Không, nhỏ quá người ta không cho. Ví dụ như anh Pin này được. Pin ta cho chơi người ta. Mà nó biết lỗi không? Biết. Rồi đó đẹp. Dòng nước chảy xuống. Đó nè. Ngồi đầu để đây nè, đi không phải. Anh không giữ chân nó nhỏ lại. Mấy giờ? Giờ mắt hả? Ông thầy bên đội xin hoài nữa. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh của mình nha. Mình sẽ làm nhiều video sao hay hơn gửi đến các bạn nha. Bây giờ vô mát xa nước. Bên ơi. Trúng đầu đó con. Bên. Rồi hết rồi. Giờ chuẩn bị đi mát ba người. Anh nó nói cho nó đi được không? Tao ba là bên đây. Có gì nữa nào cũng giữa. Vậy đúng thế nè, đúng thế đó. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.